Tại Đông Nam Bộ, cao su được trồng nhiều trên nền đất bazan, đất đen và đất xám. Để khai thác cây cao su đạt hiệu quả cao về cả năng suất và độ mủ cho niên vụ 2024, với từng loại đất trên, bà con sẽ cần chú ý dinh dưỡng cho cây ra sao, nhất là ở thời điểm này, khi toàn vùng đã bước vào mùa mưa. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.